Đấy, chào các bác nhá. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác về cái dòng thùng kiểu dạng như thế này. Đây là thùng của sạc pin Vega. Đấy, các bác nhìn đây nhá. Đây là thùng em làm cái thành cái vỏ màu nâu này này. Đây, bây giờ em sẽ quay xa này để các bác xem. Để chia sẻ cho các bác một cái này. Đây là đôi sạc VinVega VS150 bát 40. Được chưa? Bát 40 nhá các bác nhá. Và các bác nhìn đây là màu vân gỗ. Còn đây cũng là cặp VS150 nhưng màu đen. Đấy. Thì thực ra cái đôi này ấy, nó về nó cũng màu đen như này. Nhưng mà em mất một ít tiền để em nhờ các bác thợ mộc các bác ấy làm xi lại thành màu nâu. Và mục đích là để chia sẻ với các bác một cái nó theo cái thị hiếu, theo cái xu thế bây giờ. Đấy là với những cái thị hiếu bây giờ thì anh em thích màu vân gỗ. Đấy, thì đây là những cặp gọi là lên xi vỏ khác màu đi. Thực tế là màu đen và bây giờ là thành màu này. Và em làm cặp này để làm chỉ mục đích là để làm cái clip này review cho anh em xem. Đấy, review cho anh em xem. Nói về chất lượng. Nói về chất nhá, thì đôi này và đôi này nó không khác đấy thì nhau cả. Nó không tiếng, nó không hay hơn, nó không rẻ hơn, dở hơn. Nó như nhau thôi, nó chỉ khác nhau bây giờ thì nó khác nhau màu. Lúc ở bãi về thì nó giống nhau. Nhưng bây giờ em đã làm hẳn một cái thùng màu như này để review cho các bác. Đấy, mong là cái clip này chia sẻ đến nhiều anh em biết. Đấy, dán, chỉ cần dán, nhờ thợ mộc người ta dán lớp xi là thành màu vân. Các bác thích vân gì người ta sẽ có vân đấy. Và cặp này em làm như này để cho các bác thấy. Và em sẽ vẫn để cho các bác giá nó cũng xem như cặp đen thôi. Chủ yếu là vừa làm cho các bác văn nghệ cho các bác thấy. Đấy, tiếng nó không khác nhau, nhưng mà để mà bây giờ ấy, thì cặp này thì rõ ràng là nhìn nó sẽ hợp với gu hơn, thị hiếu hơn. Và cái nữa là nó thêm rồi lớp vỏ nữa, nó thêm một cái lớp xi nữa thì em nghĩ là nó sẽ bền hơn, em nghĩ thế. Đấy, nó sẽ khác cái chất xịn của nó nhá. Đây ví dụ cái vân của VS150 nó không giống vân của thằng này thằng AT nó khác. Các bác không so sánh được. Ví dụ dòng AT thì vân nó khác, mà dòng VS vân nó khác, dòng D vân nó khác, dòng RE vân nó lại khác nhau. Cho nên là không đồng cùng với cả dòng đấy với nhau nhé. Thì đây là cặp bát 40. Đấy. Hy vọng là anh em xong clip này thì anh em biết được là đấy, tại sao mà có những cái cặp vỏ nó nguyên màu như này thì nó sẽ đắt hơn, mà màu đen nó sẽ rẻ hơn. Và cái màu ở giữa lưng lửng như này nó sẽ ở giữa. À, mong là tránh tình trạng mà mua phải màu này mà lại đắt bằng cái giá của cái màu vàng nguyên bản của VS150. Đấy, hy vọng là như thế thôi. Tức là nó mình mua theo đúng giá trị của nó. Đấy, loa thì vẫn y như nhau. Lúc về là đều màu đen nhé. Lúc chuyển thợ mộc thì mấy anh em ngồi đây bảo giờ hơi đi làm thế làm gì. Nhưng mà em thì em cứ thích cái gì là em làm thôi. Làm lên có thể một cái clip thì nó chả gì đâu, nhưng mà làm lên cho anh em gọi là giải trí. Các bác nhìn cái vân nó, các bác thấy thế nào các bác để lại comment. Em bật mí luôn là em làm cái thùng này, đây cả hai thùng luôn. Làm hai cái này là hết 1,6 triệu. Đấy là giá hữu nghị anh em đấy. Còn nếu mà các bác mà tự đi làm em nghĩ có khi còn hơn. Đấy. Mất 1,6 triệu nhá. Để làm xi nó từ thành màu đen này, thành màu vàng, màu vân gỗ như này. Đấy. Làm nhiều khi nó không có cái gì, nhưng mà để cho anh em cái review cho anh em, cho anh em xem cái thực trạng nó như vậy. Cũng không biết làm gì, nhưng mà về tự nhiên nảy ra cái ý tưởng đấy. Đấy, các bác nhìn đấy. Đấy. Em làm luôn cả đôi. Và các bác nào thích thì em để theo cặp này. Đấy,
cũng 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 chả biết giới thiệu như nào, tóm lại là đấy, đây màu đen rồi đấy. Thấy các bác nhá, em chỉ mong muốn là ví dụ anh em mua mà đặc như về Sherwin này, rồi những cái dòng loa gì thì mua theo đúng giá trị. Thực ra cái đồ cũ thì em cũng chia sẻ các bác là đây là món đồ chơi mà. Đồ chơi thì thực ra mình cứ thích thì mình chơi. Ngày xưa em cũng từng là người chơi rồi, cho nên là cứ thích thì mua thôi, ưng mắt thì mua thôi. Mà hai nữa là thuận mua vừa bán. Ví dụ đôi này em nhìn em thích thì em mua, chơi xong rồi thì mình trải nghiệm. Không trải nghiệm, không va vấp nhiều thì không thể nào có kinh nghiệm được. Mà riêng chơi thì cũng vậy thôi. Chơi em chơi đến vài chục đôi loa ngày xưa rồi thì mới cảm nhận được là cái tai của mình, mình hợp với của cặp nào. Đấy, có những cái cặp bán rồi xong rồi nghe mua đổi không đến mười mấy hai mươi cặp nữa thì lại nghĩ lại là à, ngày xưa cái gu của mình lại hợp cái cặp đấy hơn. Đấy, thì bây giờ thì là người bán rồi thì muốn chia sẻ cho bác những cái gì hay hay thì em chia sẻ thôi. Đấy, các bác nhìn nhá, anh em nào thấy cái vân này nó như nào thì anh em để lại comment nhé. Đặc biệt là em rất là muốn những anh em có kinh nghiệm về nghề mộc, đấy, có thể comment về cái vân này nó như nào. Em thì thấy nó đẹp đẹp, em thấy em muốn làm cái màu đậm đậm, nhìn cho nó khỏe khỏe. Không biết anh em như nào. Với dòng Sherwin thì em muốn làm màu đậm đậm. Đấy, chỉ mong là clip này để anh em có một cái review hình ảnh. Đấy, các bác nhìn vân nhá. Đấy. Đấy, các bác nhìn cái góc cạnh này. Đấy. Nhân này thì anh em chơi đồ cũ, mua đồ cũ thì anh em đặc biệt là những cái dòng Sherwin. Bên em thì chuyên Sherwin rồi. Các bác nào mà cần tư vấn gì về Sherwin Vega thì cứ alo cho bên em. Riêng Sherwin Vega thì đời gì em cũng đã va rồi. Và va rồi thì em sẽ biết là các bác hiểu không? Ví dụ một cặp Sherwin Vega VS150 này nó không phải là ghép một chiếc âm ly nào đấy đâu. Nó có thể ghép được nhiều dòng âm ly khác nhau. Và mỗi dòng âm ly thì nó sẽ cho một cái chất âm nó tương xứng các bác, chứ không phải là ví dụ như em ghép con Lickman 17 này có giải mã này và đánh mà cái con VS150 đánh được không? Đánh tốt luôn, bát nó cực kỳ uy lực, oanh căng đét nhé. Nhưng mà khi mà em kết hợp với cả dòng Sansui 6500 này chẳng hạn này, đấy, thì nó lại cho trung âm nó tốt hơn một chút, bát thì chưa chắc là bằng con này. Đấy, nhưng mà nếu mà cho vào bộ kéo đẩy của Mỹ này chẳng hạn này, Dilaco nhìn rất là nhỏ gọn thôi, giá hợp lý. Đấy, có chỉ bằng một bộ dề bao của Nhật thôi. Đấy, thì các bác chơi cái này vào thì nó lại đều cả ba dài, mà bát của nó đánh cực kỳ mềm, đúng Mỹ của anh Mỹ luôn, Dilaco. Bộ này là 17.8 đấy, phải 17.800, 3 cục luôn, bao này, dề này, tuner này. Cái này vừa đi gửi Viettel về cho các bác đây, gửi Viettel về. Đấy, các bác nhìn đấy, tức là mỗi con nó có một chất. Cho nhiều khi các bác hỏi thì ví dụ tư vấn cặp này thì ghép âm ly gì thì ví dụ theo tầm ngân sách các bác có tầm nào với cả gu của nhà của bác nào thì em sẽ hướng cho con âm ly đấy. Đấy, cho nên các bác không phải lăn tăn nhá. Thôi chả biết nói gì hơn đấy, các bác có để 1.6 triệu thì đúng là nó không to, nhưng mà hy vọng làm một cái clip này chia sẻ để anh em có thêm những cái hình ảnh, anh em có thêm cái nhìn mới đấy, nó như này và nó như thế này. Đó, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Anh em mà thấy cái này nó như thế nào thì để lại comment để em biết đường biết lối. Ví dụ làm những cái clip sau mà anh em băn khoăn những cái gì thì cứ để lại comment, em có thể chia sẻ thêm cho các bác về những cái em biết. Còn những cái em chưa biết hoặc em nói sai thì anh em cũng để lại comment để anh em có thể sửa và làm tốt hơn ở những cái clip sau. Đấy, loa Pháp lô cây là em thêm mấy đôi nữa nhé các bác, dòng Zimmerlab Chorus. Đấy, dòng loa rất hay, hàng châu Âu của Pháp xịn luôn, mà những cặp này thì rất là tuyệt vời.
mỗi cái là bên em không chuyên về châu Âu, thỉnh thoảng về được lẫn thì giá thì đương nhiên nó sẽ ngược dòng, nó sẽ rẻ. Những cái đôi LE này shop châu Âu người ta bán 15, 17, em bán khoảng trên dưới 13, tùy đôi, tùy mã. Đấy. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhá, nhớ để lại comment để em còn biết lối.